Thưa quý vị, nhằm lập thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Chi bộ Đảng thôn Vụ Bản, xã Hòa Phong vừa lồng ghép buổi sinh hoạt chuyên đề thường kỳ tháng 5 với việc tổ chức tổng kết mô hình con heo tiết kiệm gây quỹ giúp đỡ người nghèo. 5 năm qua, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chi bộ Đảng thôn Vụ Bản đã phát động mô hình con heo tiết kiệm bằng việc mỗi đảng viên đăng ký nuôi một con heo tiết kiệm. Hàng năm cứ đến ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, số tiền từ nuôi heo tiết kiệm giúp đỡ hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh giỏi, đạt thành tích xuất sắc, học sinh vượt khó học giỏi. Nhờ cách làm này mà 5 năm qua, chi bộ đã thu được hơn 20 triệu đồng, giúp đỡ hàng chục trường hợp gia đình có người thân đau ốm trong thôn, có thêm điều kiện chữa bệnh, nhiều em học sinh có cơ hội đến trường. Năm là cứ muốn dịp 19 tháng 5 mà mình mở con heo tiết kiệm ra là mình gom lại thì số tiền từ 3 đến 4 triệu rồi mình vận động thêm cái nguồn quỹ, thu gom phế liệu từ phụ nữ rồi mình vận động có quỹ mạnh thường quân nữa để hỗ trợ cho các học sinh nghèo, học giỏi ở trong thôn, có quỹ khuyến học của thôn đó. Không dừng lại ở mô hình con heo tiết kiệm, các đoàn thể trong thôn Bộ Bản còn có kết học và làm theo gương Bác vừa hiệu quả vừa thiết thực. Như mô hình thu gom phế liệu của chi hội phụ nữ, trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường của chi hội nông dân, được Đảng bộ xã Hòa Phong xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Tôi cũng là người đảng viên của chi bộ và chi hội nữ nông dân, thì tôi phát động cái phong trào này cho chi hội là trồng cây xanh, đường dẫn vô cái tiền bộ tiền hiền của làng để dâng lên Người trong nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lặng lẽ đóng góp, lặng lẽ đồng hành cùng với người nghèo, âm thầm nâng cao ước mơ vào đời cho học sinh con gia đình khó khăn là cách mà đảng viên chi bộ và hệ thống chính trị thôn Bộ Bản xã Hòa Phong đã chọn trong việc học và làm theo Bác suốt 5 năm qua.